Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào thi đua, mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa bằng những việc làm hiệu quả. Qua đó, có phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ hội viên phụ nữ. Với phương châm học bác từ những điều giản dị, các cấp hội đã triển khai nhiều phần việc hoạt động ý nghĩa. Hiện 100% các cơ sở hội tham gia thực hiện các mô hình tiết kiệm, thu được hàng tỷ đồng, từ đó hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế, động viên thăm hỏi kịp thời giúp nhiều hội viên khó khăn. Hầu như là hàng tháng là đều có tổ chức ít nhất là một lần đến hai lần là đi bệnh viện tâm thần và bệnh viện Miếu Đà Nẵng. Ngoài ra trong những cái dịp mà mùng 1 tháng 6 và thì là đi thăm các cháu thiếu nhi, những cái cháu mà bệnh nhi nặng ở bệnh viện phụ sản hoặc là ở bệnh viện Ung Biếu thì là có chương trình đó. Còn cái ngày 2 tháng 9 thì là hoặc là ngày Tết dương lịch hoặc Tết âm lịch thì là có chương trình là hỗ trợ thêm. Trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Đó là các phong trào Tết trồng cây, ra quân trồng 100 cây hoa hoàng hậu tại di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, phát động chiến dịch phụ nữ làm sạch môi trường biển, phụ nữ trồng cây vun đắp tương lai. Các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã phát động trồng hơn 63.000 cây xanh và 37 công trình cây xanh tại các khu di tích lịch sử, khu tưởng niệm và tại các khu vực công cộng, dân cư. Các mô hình như bình hoa an sinh, mái nhà xanh, tuyến phố, ngõ hoa, hoạt động trao tặng giỏ nhựa đi chợ thu gom pin qua sử dụng, trao đổi dầu ăn cũ, tận dụng, vải bạc may túi đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong các cấp hội. Chị em thống nhất cũng đóng góp cho nuôi con heo đất và vận động chị em là từng cái mảnh lồng, cái vỏ chai nhà để cho các chị biết là cái nguồn này là đọc là không bỏ vào để mà gây quỹ. Còn mấy chị nào cho thì bạn em cũng lái mà. Thì năm 2023 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội trên địa bàn thành phố triển khai và đẩy mạnh các phong trào học tập và làm theo bác bằng những cái việc làm hết sức là cụ thể. Và hàng năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tổ chức cái hội nghị để biểu dương. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua, lan tỏa những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả của những tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương bác đến toàn thể hội viên, chi hội cơ sở, nhằm hướng đến xây dựng người phụ nữ Đà Nẵng thời đại mới, có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.